Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày mùng 10 tháng 12 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khánh thành và đón bằng công nhận trường mầm non Tô Quyền đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 25 tác phẩm đoạt giải cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên. Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương về công tác phòng chống dịch. Mễ Sở nỗ lực hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Sáng kiến của thầy và trò trường Trung học phổ thông Đức Hợp được vinh danh trong sách vàng sáng tạo. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 12, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã về dự lễ khánh thành và đón bằng công nhận trường mầm non Tô Quyền, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy chính quyền các cấp, được sự tài trợ của các đơn vị doanh nghiệp, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Trụ, các trường mầm non đến trung học cơ sở của xã đều được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Trường mầm non Tô Quyền, phân hiệu 1 được xây dựng trên diện tích gần 2.500 m², gồm một khối nhà 3 tầng với diện tích gần 900 m². Diện tích sàn gần 2.700 m², có 14 lớp học và các phòng chức năng, phòng làm việc theo tiêu chuẩn với đầy đủ thiết bị tiện nghi dạy và học hiện đại. Sau hơn 5 tháng thi công, công trình đã chính thức được cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện đã lên cắt băng khánh thành. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lên trao quyết định công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho trường mầm non Tô Quyền. Sáng nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Trên cơ sở kết quả đạt được, Đảng bộ Quân sự tỉnh đưa ra phương hướng mục tiêu cho năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu như 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ và không vi phạm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham mưu đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng công trình trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện phục vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và hai huyện Yên Mỹ, Văn Giang, diễn tập quốc phòng an ninh đối với Sở Y tế và Sở Giáo dục Đào tạo, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 41 xã phường thị trấn và mỗi huyện diễn tập từ 1 đến 2 ban phòng. Tiếp tục chủ trì phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung và công tác phòng chống dịch COVID-19, hoàn thành 100% các nội dung chương trình huấn luyện các đối tượng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, cùng với việc xây dựng lộ trình thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra, cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện thống nhất các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về thi hành điều lệ Đảng, cụ thể hóa các nghị quyết chỉ thị đề ra, đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy sức mạnh tập thể, lấy lực lượng 47, lực lượng đấu tranh với thông tin xấu độc làm nòng cốt để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với lực lượng công an, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong thời gian diễn ra các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh. Trước mắt là lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh. Sáng nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên với chủ đề Hưng Yên, truyền thống và phát triển. Dự lễ trao giải có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên với chủ đề Hưng Yên, truyền thống và phát triển là một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Sau 4 tháng phát động, toàn tỉnh có hơn 29.400 bài tham gia cuộc thi. Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, có sự nghiên cứu sáng tạo,
trình bày đẹp, có hình ảnh tư liệu, mô hình minh họa, bổ sung được nhiều tư liệu về lịch sử, mảnh đất, con người Hưng Yên. Phần liên hệ thực tế phong phú, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tác giả với quê hương. Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn trao giải cho 25 tác giả, nhóm tác giả, gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 16 giải khuyến khích. Ban thường vụ tỉnh ủy tặng bằng khen cho nhóm tác giả viên chức thư viện tỉnh đoạt giải nhất cuộc thi. Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Trần Quốc Toản nhấn mạnh, thông qua cuộc thi, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã có dịp ôn lại truyền thống văn hiến cách mạng về sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hưng Yên, nhất là sau 25 năm tái lập tỉnh. Qua đó, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tích cực thi đua lao động sản xuất, khẳng định vai trò trách nhiệm tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Để tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương, tạo nền tảng để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương về công tác phòng chống dịch. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh. Tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tập trung phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng số ca mắc, số ca thể nặng và số ca tử vong tăng nhanh, xem xét những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác phòng chống dịch, để có điều chỉnh kịp thời nhằm thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh và khôi phục thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine, chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 phải tiêm đủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên, phấn đấu đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022 bao phủ mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi, triển khai tiêm mũi 3 cho các đối tượng theo quy định. Ngay sau phiên họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo tỉnh đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Trong thời gian tới, các địa phương phải đi trước một bước, nhanh chóng đưa ra các biện pháp hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, hoàn thành nhiệm vụ trung ương giao, thực hiện xét nghiệm thần tốc, nhanh chóng phát hiện các ca nhiễm. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu ngành y tế phải có hướng dẫn cụ thể về việc cách ly F1 tại nhà, các cơ sở y tế rà soát cơ sở vật chất, vật tư y tế phục vụ thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19. Giữa các địa phương, ban quản lý các khu công nghiệp và các doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ, có sự chia sẻ thông tin kịp thời để công tác phòng chống dịch trong doanh nghiệp đạt hiệu quả. Sáng nay, tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên đã diễn ra khai mạc triển lãm và trao giải cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Hưng Yên lần thứ 2 năm 2021. Tới dự triển lãm có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Hưng Yên. Cuộc thi đã nhận được 1.021 tác phẩm của 67 tác giả trên toàn quốc. Các tác phẩm tham gia cuộc thi phong phú về nội dung với nhiều chủ đề hấp dẫn, thể hiện được nội dung quảng bá hình ảnh du lịch Hưng Yên, phản ánh vẻ đẹp của mảnh đất và con người xứ Nhãn. Qua 4 vòng chấm thi, ban giám khảo đã lựa chọn được 16 tác phẩm đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. 16 tác phẩm đạt giải cùng 73 tác phẩm xuất sắc khác đã được lựa chọn để trưng bày tại triển lãm. Nhờ kỹ thuật chăm sóc tốt nên hai mẫu cam của gia đình bà Đào Thị Toan, khu phố Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên vẫn cho chất lượng và sản lượng cao. Trong khi nhiều diện tích cam bị ảnh hưởng bởi mưa lớn hồi tháng 9 vừa qua, thì gần 2 mẫu cam Hưng Yên của gia đình bà Toan vẫn cho thu hoạch trên 10 tấn quả. Bà Toan cho biết, lường trước khó khăn do dịch bệnh COVID-19 sẽ không thuận tiện cho việc tiêu thụ, nên ngay từ đầu vụ, gia đình đã đẩy mạnh chăm sóc để luôn đảm bảo tiêu chuẩn Việt Gáp, cung cấp sản phẩm sạch cho thị trường. Nhờ vậy, ngay từ đầu vụ thu hoạch, gia đình bà Toan đã bán được 3 tấn cam cho khách hàng trong và ngoài tỉnh với giá từ 15 đến 20.000 đồng 1 kg. Sản lượng còn lại sẽ được xuất bán vào cuối tháng 12 đi Hà Nội và Quảng Ninh theo đơn đặt hàng. Ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang đã bắt tay ngay vào việc nâng cao các tiêu chí hướng tới về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2021.
Về Mễ Sở, những ngày cuối năm này, hình ảnh của xã nông thôn mới kiểu mẫu đã hiện hữu, diện mạo vùng quê, chủ phố, an lành, đáng sống, đang tiếp tục được đổi mới khang trang hơn. Để có kết quả trên là nhờ vào sự năng động, tư duy đột phá của cấp ủy chính quyền cơ sở với những cách làm sáng tạo, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên đã tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân, khơi dậy sức mạnh nội sinh từ khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thành công nâng cao chất lượng các tiêu chí. Ngoài tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, Mễ Sở còn huy động được trên 19 tỷ đồng từ nhân dân để xây dựng hệ thống hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Điện, đường, trường, trạm là rất phát triển. Quê chúng tôi rất tự hào vì được sống trên quê hương mà ngày càng đổi mới. Đường đã được giải khắp thôn xóm rồi đến tận đầu bờ. Vì vậy mà cái cảnh của quê hương chúng tôi, cái giá trị của nó được nâng lên rất là cao. Và chúng tôi đang nỗ lực tập trung vào 4 cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó đặc biệt là chú trọng vào cái bảo vệ môi trường, phát động nhân dân tập trung phân loại rác trước khi mang tiêu hủy. Năm 2021, tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt trên 810 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 70 triệu đồng một năm, giá trị thu trên hecta canh tác đạt 655 triệu đồng một năm. Đến nay, 100% các tuyến đường trục xã, đường liên xã đều đã được nâng cấp mở rộng trên 5,5 mét mặt trải áp phan nhựa. Các tuyến đường thôn xóm, đường ra đồng được cứng hóa. Khu trung tâm hành chính xã, hệ thống trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang. Nhà văn hóa, bể bơi, sân vận động xã được đầu tư xây dựng mới theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe của nhân dân. Toàn xã có 4 trên 6 thôn được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Sau khi đạt được nông thôn mới nâng cao, chúng tôi tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung cho đi là phát triển sản xuất, nâng cao cái thu nhập cho bà con nhân dân. Đặc biệt là chúng tôi cái tiêu chí về giáo dục thì chúng tôi đã đầu tư cho 3 nhà trường. Và đường giao thông nông thôn thì chúng tôi đã nâng cấp tất cả các cái tuyến đường để đáp ứng cái việc mà xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021. Xác định xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng, tin rằng với những bước đi vững chắc và bằng cách làm phù hợp trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Mễ Sở sẽ sớm được công nhận đạt chuẩn theo kế hoạch. Với ý tưởng giúp học sinh trung học phổ thông tích hợp việc học môn toán và tiếng Anh, hai môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thầy giáo Trần Văn Tỏ, trường trung học phổ thông Đức Hợp cùng các học sinh đã nghiên cứu lập trình phần mềm học toán lớp 10 trung học phổ thông bằng tiếng Anh. Đề tài vừa được vinh danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021. Hai năm qua, phần mềm học toán lớp 10 bằng tiếng Anh do thầy giáo Trần Văn Tỏ và học sinh lập trình đã trở thành phương thức học tập quen thuộc tại trường trung học phổ thông Đức Hợp. Không chỉ học sinh lớp 10 mà cả khối 11, 12 cũng yêu thích, bởi với phần mềm này, học sinh có thể vừa học vừa chơi. Em biết đến phần mềm này từ hồi lớp 11 ạ, và em cũng sử dụng đến đây là được một năm rồi ạ. Về cái phần tiếng Anh thì nó đã giúp em hiểu thêm nhiều từ mới và giúp em luyện tập phát âm chuẩn và đặt câu nữa. Còn về môn toán thì em có thể luyện tập được từ các kiến thức từ hình học cho đến đại số ạ. Phần mềm hỗ trợ học sinh học toán bằng tiếng Anh lớp 10 trung học phổ thông được thầy Tỏ và 4 học sinh Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Vũ Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hương Ly và Vũ Ngọc Ánh ấp ủ và triển khai từ năm 2019. Học sinh phụ trách lập trình, thầy giáo kiểm tra và hoàn thiện. Sau nhiều tháng vừa làm vừa mày mò học hỏi, phần mềm được tạo ra bằng ngôn ngữ lập trình Scratch, gồm những phần tổng kết kiến thức bám sát chương trình sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, hệ thống từ vựng đa dạng, câu hỏi phong phú cùng nhiều trò chơi hấp dẫn. Đặc biệt, phần mềm có thể dùng bằng cả hai hình thức offline và online. Từ lớp 9 bọn em đã được tiếp xúc với cái phần mềm Scratch này rồi. Tất cả phần mềm Scratch này thì nó chỉ là kéo thả thôi, nó sẽ đơn giản hơn cái phần Pascal hay là C++ rất nhiều. Với giao diện bắt mắt, thao tác dễ dàng, kiến thức bám sát chương trình giáo dục phổ thông và hoàn toàn miễn phí, phần mềm không chỉ đạt giải nhì cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên, giải ba cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học phổ thông, mà còn được vinh danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 144 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 10 huyện, thị xã, thành phố. Đây là ngày ghi nhận số ca kỷ lục qua cả 4 đợt dịch với số ca mắc mới lên đến 3 con số. Huyện Yên Mỹ cũng vừa nâng cấp độ dịch lên cấp 3, tức vùng cam. Tại khu cách ly Đại học Thủy lợi ghi nhận 9 ca xét nghiệm lần 2 dương tính đã tiêm vaccine. Huyện Yên Mỹ ghi nhận 65 ca, trong đó 55 ca trong khu phong tỏa nhà máy Tecomen ở xã Yên Phú. Huyện Khoái Châu ghi nhận 35 ca trong khu phong tỏa công ty may Hưng Long đều đã tiêm 2 mũi vaccine. Huyện Ân Thi ghi nhận 9 ca là F1 đã được cách ly. Huyện Văn Giang ghi nhận 8 ca, trong đó 4 ca phát hiện qua test nhanh tại cổng trung tâm y tế huyện. Huyện Văn Lâm ghi nhận 6 ca liên quan F1 đã được cách ly. Huyện Kim Động ghi nhận 3 ca đi từ Hải Phòng về. Thị xã Mỹ Hào ghi nhận 2 ca là F1 đã được cách ly. Thành phố Hưng Yên ghi nhận 2 ca trẻ em là F1 trong cùng một gia đình đã được cách ly. Huyện Tiên Lữ ghi nhận 1 ca là F1 đã được cách ly. 2 ca ghi nhận trong khu cách ly Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. 1 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Với số ca bệnh liên tục tăng cao, huyện Yên Mỹ đã nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3, tức vùng cam. Hai địa phương là thị trấn Yên Mỹ và xã Nghĩa Hiệp nâng cấp độ dịch lên mức cao nhất là cấp 4, tức vùng đỏ. Xác định rõ việc phát triển chăn nuôi muốn bền vững phải đi đôi với công tác bảo vệ môi trường, nhiều năm qua trang trại chăn nuôi lợn gia đình ông Vũ Vinh Quang, thôn Giai Lệ, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ đã chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại, công nghệ xử lý chất thải, chấp hành nghiêm pháp luật môi trường. Với quy mô chuồng trại chăn nuôi lúc nào cũng có 3.000 đến 3.500 con lợn, trang trại chăn nuôi lợn của gia đình ông Vũ Vinh Quang là trang trại lớn nhất của xã Lệ Xá cũng như của huyện Tiên Lữ. Do chăn nuôi quy mô lớn nên công tác đảm bảo vệ sinh môi trường luôn được ông Quang đặc biệt quan tâm. Để bảo đảm môi trường, ông Quang đã áp dụng công nghệ ép tách phân để xử lý chất thải trong chăn nuôi. Hỗn hợp chất thải đi vào máy ép qua lưới lọc, các chất rắn được giữ lại ép khô. Nước theo đường riêng chảy vào bể bioga xử lý tiếp và theo đường dẫn chảy xuống ao nuôi trồng thủy sản hoặc tưới cây. Phân khô được ủ men vi sinh làm phân hữu cơ để bón cho cây trồng, làm chế phẩm sản xuất giun quế và khí từ bể bioga có thể sử dụng để đun nấu, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường. Đặc biệt, không chỉ đầu tư công nghệ xử lý ép tách phân, xử lý chất thải, năm 2017 ông Quang còn tự mày mò sản xuất ra chế phẩm vi sinh để khử khuẩn môi trường chuồng trại. Bắt đầu từ năm 2016 thì bản thân tôi đã tự nhân nuôi chế phẩm sinh học với một số lượng lớn, và cho nên là đã xử lý môi trường ở trại để đảm bảo. Bên cạnh đó, hàng quý, trang trại còn thực hiện tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xả nước thải. Các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định. Đồng chí cũng đã có cái học hỏi tìm tòi và áp dụng rất là nhiều các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật thì về cái môi trường đảm bảo tốt. Trang trại của ông Quang được nhiều hộ chăn nuôi trong vùng đến tham quan, học tập kinh nghiệm bởi hiệu quả bảo vệ môi trường mà nó mang lại. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hưng Yên gặp rất nhiều khó khăn như quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn chậm, quy mô sản xuất nhỏ do đất đai manh mún, chưa có tích tụ dưỡng đất. Tuy vậy, bằng nhiều giải pháp sáng tạo và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, Hưng Yên là tỉnh thứ 3 toàn quốc được công nhận tỉnh nông thôn mới. Năm 2011, khi triển khai xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân trên 1 hectare canh tác mới chỉ đạt 115 triệu đồng trên năm, bình quân đầu người đạt 12,5 triệu đồng trên năm. Trung bình 145 xã của tỉnh đạt 6 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới một xã. Vì vậy, trong các giai đoạn, tỉnh Hưng Yên đã chủ động lồng ghép nội dung xây dựng nông thôn mới với các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội khác của địa phương, đồng thời hỗ trợ kinh phí và các cơ chế chính sách cho các địa phương thực hiện như giao mỗi xã 3 hectare đất để đấu giá và xử lý đất xuôi dư bổ sung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.
hỗ trợ các thôn xã khó khăn xây dựng nhà văn hóa, trường học, đường giao thông, tập trung cải tạo cảnh quan môi trường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Năm 2020, tỉnh Hưng Yên hoàn thành và được công nhận là tỉnh nông thôn mới, là một trong ba địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu năm 2025 có 1 huyện đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Bộ Ngoại giao Nicaragua thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao lâu năm với đảo Đài Loan và chuyển sang công nhận chính sách một Trung Quốc. Và đây là quốc gia thứ 7 chấm dứt quan hệ với Đài Loan kể từ khi bà Thái Anh Văn trở thành lãnh đạo năm 2016. Bộ Ngoại giao Nicaragua tuyên bố Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc. Đài Loan là phần lãnh thổ của Trung Quốc. Cơ quan ngoại giao Đài Loan bày tỏ lấy làm tiếc trước thông tin này và đồng thời cho biết hòn đảo cũng sẽ kết thúc quan hệ ngoại giao với Nicaragua, ngừng hợp tác song phương và bắt đầu sơ tán nhân viên khỏi nước này. Động thái của Nicaragua khiến đảo Đài Loan hiện chỉ còn 14 đồng minh ngoại giao chính thức. Phần lớn trong số này đến từ Mỹ Latin và vùng Caribe cùng với một số quốc gia nhỏ khác. Các cuộc đàm phán cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 vừa chính thức được nối lại tại thủ đô Viên của Áo vào ngày 9 tháng 12 giữa các bên tham gia thỏa thuận, ngoại trừ Mỹ. Lần đàm phán này sẽ quyết định tương lai của chính tiến trình đàm phán và số phận của thỏa thuận hạt nhân Iran hoặc triển vọng về thỏa thuận mới thay thế. Nếu các bên không đạt được tiến triển nào như lần trước, thì tiến trình đàm phán sẽ không thể tránh khỏi kết cục bị đổ vỡ, và như vậy làm tiêu tan mọi cơ hội bật triển vọng giải cứu thỏa thuận. Phía Iran cho hay, Iran hết sức nghiêm túc trong đàm phán và đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục đàm phán dựa trên các quan điểm trước đó của mình. Trong vòng đàm phán mới, phía Iran ưu tiên việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trước, trong khi phía Mỹ đặt lên hàng đầu, yêu cầu Tehran trở lại tuân thủ thỏa thuận. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho hay, chỉ trong vòng 7 ngày qua, số ca bệnh mới COVID-19 tại Nam Phi đã tăng tới 255%, nhưng số bệnh nhân nặng chỉ chiếm khoảng 6% giường bệnh trong các đơn vị hồi sức tích cực. Trước đó, các bác sĩ và giới nghiên cứu tại Nam Phi báo cáo Omicron chủ yếu gây bệnh nhẹ. Hiện khu vực châu Phi đang đứng ở tuần thứ hai liên tiếp kể từ khi phát hiện biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Biến thể này đã lan tới 60 quốc gia trên thế giới, trong đó có 10 nước tại khu vực châu Phi. Trong số 1.000 ca lây nhiễm biến thể Omicron toàn cầu, thì 46% số ca được phát hiện tại châu lục này. Nhiều quốc gia trên thế giới hiện đã áp đặt hạn chế nhập cảnh và tạm dừng các chuyến bay từ miền Nam châu Phi sau khi biến thể Omicron được Nam Phi báo cáo lần đầu tiên lên Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 25 tháng 11. Australia vừa chính thức trở thành một trong ba quốc gia trên thế giới phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer để tiêm cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 tới 11 tuổi. Trong thông cáo được công bố ngày 10 tháng 12, Australia sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhóm tuổi từ 5 tới 11, bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 năm sau. Các chuyên gia tiêm chủng của Australia khẳng định, trẻ em trong độ tuổi từ 5 tới 11 cần được cung cấp vaccine riêng dành cho lứa tuổi này, với liều lượng bằng 1/3 so với những người từ 12 tuổi trở lên. Đồng thời, các chuyên gia cũng khuyến cáo tiêm 2 mũi vaccine cho lứa tuổi này, với khoảng cách 2 mũi là 8 tuần, và trong một số trường hợp đặc biệt thì có thể rút ngắn xuống còn 3 tuần. Còn tại Mexico, vừa xảy ra một vụ tai nạn xe tải thương tâm, khiến ít nhất 53 người di cư thiệt mạng. Theo báo cáo sơ bộ, xe tải chở người di cư bất hợp pháp đã bị lật và đâm vào cầu dành cho người đi bộ trên đường cao tốc ở bang Chiapas. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nạn nhân nằm rải rác trên vỉa hè và bên trong khoang chở hàng của xe tải. Hiện chưa rõ quốc tịch của các nạn nhân, nhưng nhiều khả năng đa số họ là người Guatemala. Ngoài những người thiệt mạng, gần 60 người bị thương và trong đó có 3 người nguy kịch. Chiapas là bang biên giới với Guatemala, là điểm trung chuyển chính của người di cư không giấy tờ tùy thân đang cố gắng đến Mỹ. Theo một phân tích của Chương trình Lương thực Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc WFP và Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO, mùa đông này ước tính khoảng 22,8 triệu người, tương đương hơn một nửa tổng dân số của Afghanistan đang đối mặt với sự thiếu an ninh lương thực tới mức độ có thể đe dọa mạng sống của họ. Cũng theo phân tích này, trong số 22,8 triệu người đối mặt với an ninh lương thực thì có 8,7 triệu người đang cận kề nạn đói.
tình trạng tồi tệ nhất của khủng hoảng lương thực. Từ khi Taliban nắm quyền, sự lan rộng của nạn đói là dấu hiệu kinh khủng nhất của sự sụp đổ nền kinh tế, có thể khiến Afghanistan tê liệt. Thảm họa tại Afghanistan xảy ra khi nạn đói gia tăng trên khắp thế giới những năm gần đây do đại dịch COVID-19, xung đột và biến đổi khí hậu. Chính phủ Anh vừa ký kết một thỏa thuận với liên danh Pháp, Nhật Bản để tiếp nhận những con tàu chạy nhanh nhất châu Âu phục vụ cho tuyến đường sắt cao tốc mới. Trong thỏa thuận, liên danh Pháp, Nhật Bản sẽ cung cấp 54 tàu chạy hoàn toàn bằng điện theo hợp đồng trị giá 2 tỷ bảng Anh, tương đương khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ. Các nhà sản xuất cam kết sẽ cung cấp đội tàu điện chạy nhanh nhất châu Âu với vận tốc tối đa lên tới 360 km/h. Bộ trưởng Giao thông Vận tải của Anh cho biết dự án này sẽ đưa Anh chắc chắn đi đầu trong cuộc cách mạng đường sắt tốc độ cao với những chuyến tàu hiện đại phục vụ các cộng đồng trên khắp đất nước. Thông tin vừa rồi cũng khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Bản tin dự báo thời tiết thủy văn đêm mùng 10 ngày 11 tháng 12. Trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, độ ẩm thấp nhất ngày 58 đến 63%. Mực nước trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên, mực nước cao nhất 1m85, mực nước thấp nhất 0m60. Roxy S Series bình nước nóng đầu tiên và duy nhất tích hợp bộ điều khiển gắn tường thông minh.